Ngày 22 tháng 6 năm 2022, tin từ Công an huyện Trà Ôn thuộc tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Lê Quốc Trường, 25 tuổi, để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 19 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2022, Trường cùng với vài người bạn đến nhậu tại một quán nhậu ở ấp La Ghi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Thạch Văn Úc, 56 tuổi, và ông Phạm Văn Sơn, 52 tuổi, cùng ở xã Vĩnh Xuân, đến nhậu chung. Trong lúc lời qua tiếng lại giữa Trường và ông Úc xảy ra mâu thuẫn, tức giận, Trường đã lấy con dao để dưới bàn nhậu đâm trúng vào lưng ông Úc. Chưa dừng lại, Trường tiếp tục dùng dao xông đến đâm trúng vào ngực ông Sơn. Ông Úc và ông Sơn bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương của ông Úc là 22%, riêng đối với ông Sơn chưa có kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể. Đáng chú ý, trong quá trình công an xác minh, điều tra vụ án, Trường lại tiếp tục 2 lần gây thương tích cho người khác, cũng trên địa bàn xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Ngoài ra, bản thân Trường đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.